Hello, xin chào mọi người. Đây là vườn rau sân thượng nhà mình. Mình trồng hoa hồng, hoa súng các kiểu. Đây là chỗ nuôi cá nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng cây thủy trúc nha. Đầu tiên là mình xin một cái ngọn thủy trúc già nha các bạn. Sau đó các bạn cắt. Cắt sao cho là từ cái chỗ cắt này nè tới cái mắt trên này nó phải ngang cái mặt nước đó. Sau đó các bạn ngâm trong nước nha, cứ để như vậy thôi, tầm nửa tháng tới ba tuần để nó đứng. Thì mọi người để trong một cái ly như vậy nha, để nó đứng, nó không đổ nghiêng đổ ngả, thì mọi người để trong một cái ly như vậy đó, thì cái mắt này lúc nào nó cũng ngang cái mặt nước. Tầm 3 tuần thì nó sẽ mọc rễ và nảy mầm lên thành cây thủy trúc như vậy. Tới nó lên cỡ này rồi á, nó có mầm rồi đúng không? Thì mọi người có thể trồng nó ở trong đất, hoặc là bỏ sỏi vô cái ly này cho nó mọc thêm hoặc nó tốt lên. Hoặc là có thể trồng nó qua bùn như vậy cũng được. Đó, đây là cái chậu bùn mình trồng sen này. Nhưng mà mình thì mình cứ để nó trong cái ly này luôn. Cho rễ nó mọc ra, nó hút, nó lọc nước. Đó, mình cứ trồng vậy thôi. Này, cái nhánh thủy trúc bên này cũng vậy nè, mình cũng cắt y chang vậy, từ cái chỗ cắt này nè tới cái mắt này là phải ngang mặt nước, rồi cứ cắm theo một cái chỗ nào cho nó khỏi đổ. Đó, một thời gian là nó sẽ mọc lên như vậy. Thế thôi, cách trồng rất là đơn giản các bạn. Tiện thể khoe luôn một cá mình, đây là cá Dumbo Redtail bảy màu nha các bạn. Đó, đó, đó. Mấy em này là sắp đẻ rồi. Đây là một đàn cá kiếm con. Vậy thôi, xin chào mọi người.